tuyến đường dẫn từ nút giao Tiền Phong, phường Phong Hải lên cao tốc Hạ Long Hải Phòng. Các xe khách tuyến cố định, xe khách mang phù hiệu xe hợp đồng. Thậm chí là cả những xe ô tô không có tem phù hiệu kinh doanh vận tải cũng đón trả khách không đúng nơi quy định như thế này. Hành lang giao thông bị lấn chiếm, xung đột giao thông thường xuyên xảy ra khiến nguy cơ tai nạn giao thông luôn tiềm ẩn. Thời gian vừa qua, chúng tôi có xử lý rất nhiều trường hợp. Tuy nhiên, khi không có lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát thì lại tiếp tục tái diễn tình trạng đón trả khách dừng đỗ không đúng nơi quy định. Thì thời gian tới, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Quảng Yên chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và tham mưu cho lãnh đạo công an thị xã lắp đặt các hệ thống camera ghi hình xử phạt. Tình trạng xe khách dừng đón trả khách trái phép tại một số nút giao lên cao tốc Hạ Long Hải Phòng thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên đã diễn ra trong thời gian dài. Để xử lý dứt điểm tình trạng này, từ năm 2023, các cơ quan chức năng của tỉnh đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên lắp đặt hệ thống camera giám sát và xây dựng điểm dừng đón trả khách hợp quy, phục vụ nhu cầu đi lại chính đáng của nhân dân. Tuy nhiên đến nay, việc này vẫn chưa được triển khai. Đơn vị quản lý có cái kiến nghị cũng như là cái theo cái kết luận của đoàn liên ngành là mong địa phương sớm coi như là bố trí cái bến dừng đỗ đón trả khách. Hai nữa là cái camera ở tại vị trí nút giao này cũng sớm hoàn thiện để coi như là cơ quan chức năng có cái xử phạt và cũng đơn vị quản lý có cái quản lý tuyến cho tốt. Tình trạng xe khách bất chấp biển cấm dừng đón trả khách trên đường dẫn lên cao tốc Hạ Long Hải Phòng trên địa bàn thị xã Quảng Yên cần phải sớm được giải quyết, bởi các hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị, mà đây cũng là những địa điểm các xe khách trá hình, xe hợp đồng, xe tuyến cố định thường xuyên hoạt động, khiến cho tình trạng xe dù bến cóc vẫn diễn biến phức tạp.